cao được nửa thùng rồi cả nhà. Nè, cao được nửa thùng rồi. Nước Úc mùa này lạnh quá cả nhà ơi. Quá lạnh luôn rồi. Trời nắng mà nó quá trời lạnh luôn. Thank you.
con cá trai nữa này cả nhà, nó nhảy cho tịnh tịnh không có bắt lên được. Còn cá trai cả nhà. 1 2 3 4 6 7 8 18 con cá hành cả nhà ơi. Thứ ba con cá đục. Ba cá đục, con cá trai. Ba cá đục đó cả nhà. Con cá trai nữa cả nhà. Cá trai á cả nhà. Rồi bây giờ mình đi về nha cả nhà. Cả nhà dùng bún. Đây mình dọn ra xong rồi, mời cả nhà dùng bún mình. Mời cả nhà ăn cả nhà ơi. Mời cả nhà dùng với mình nha. Bụng là sáng giờ đó bụng.
cái mắm này khỏi đi, cái giá mắm này nó sẵn rồi khỏi đi. Rau ớt thì mắc luôn cả nhà. Lọn thì mấy đô. Mà cả nhà như mực với mình nha. Mực ra, sáng mua mực nhỏ. Mực chút xíu à. Dạ, nó ăn uống mắm ấm. Nấu mắm. Mở kim chi vô nè. Cái đợt thằng ngon nữa. Nhà có mấy đứa trong ngoại nó đi học, nó về cả nhà. Mẹ nó thì đi công chuyện, đi làm. Cá phê là cái nhà này. Theo, cũng theo, mực. Cũng ngắn rồi. Mực. Không phải mua cái mua cá kèo. Ừ. Có ông con mấy. Cái gì? Con mấy được cá kèo mấy. Tủ lạnh á. Dạ, không có. Mới ăn thì bữa gì nữa. Dặn nhà cũng được. Dặn nhà cũng được, không bẹn cái ghét. Chào cả nhà, cả nhà ơi. Chào cả nhà, cả nhà. Hẹn cả nhà clip sau.